Thưa quý vị và các bạn, các khoản thu đầu năm học mới luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Ngoài việc thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành của các cấp quản lý về các khoản thu trong nhà trường, huyện Khoái Châu đang tích cực khẩn trương chỉ đạo các trường thực hiện đúng trình tự triển khai các khoản thu, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Chị Dung là một trong nhiều phụ huynh học sinh có con theo học tại trường tiểu học Tân Dân, huyện Khoái Châu, rất hài lòng vì các khoản thu theo quy định đã được thông báo và dán niêm yết công khai tại trường. Năm nay thì các khoản thu đầu năm thì đều được cô hiệu trưởng công khai minh bạch với tất cả các hiệu trưởng và các phụ huynh, sau đó thì mới triển khai thu. Về các vấn đề tự nguyện thì cũng được trưng cầu ý kiến của các phụ huynh rồi mới thu, chứ không phải là hình thức như kiểu tự nguyện bắt buộc. Ngay từ tháng 9, trường tiểu học Tân Dân tổ chức họp lớp với phụ huynh học sinh của 38 lớp ở các khối, đảm bảo 100% phụ huynh học sinh nhà trường được thông báo và nắm bắt các khoản thu theo quy định. Không thực hiện thu bất kỳ khoản thu nào ngoài danh mục và thực hiện nộp trực tuyến không dùng tiền mặt. Đặc biệt, đối với các nguồn thu thuộc xã hội hóa phục vụ học tập như lắp đặt điều hòa tại các lớp, nhà trường chỉ đạo lắp công tơ riêng cho từng lớp để phụ huynh tự theo dõi và nộp trên tinh thần tự nguyện và tự thu chi. Tất cả các khoản thì tôi rất là nhất trí, đồng tình với cả ban giám hiệu nhà trường cũng như là các thầy cô. Tuy nhiên thì có một khoản là điều hòa đấy ạ. Trường hợp nếu như mà có một đến vài phụ huynh mà không đồng ý cái vấn đề là tự nguyện đóng điều hòa cho các con mát, chúng em và lớp sẵn sàng là đóng góp hỗ trợ bạn đấy là trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi trao trả hết quyền về phụ huynh. Năm nay thì chúng tôi quyết định là sẽ không thu cái khoản quỹ hội phụ huynh của nhà trường. Các lớp nếu mà khi hoạt động gì thì các bậc phụ huynh có thể kêu gọi ủng hộ và lấy trên tinh thần tự nguyện. Việc công khai, minh bạch các khoản thu chi và xã hội hóa đã được ngành giáo dục huyện Khoái Châu tập trung chỉ đạo thực hiện đến từng nhà trường. Trong đó, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không thông qua ban đại diện phụ huynh học sinh dưới dạng tự nguyện. Cùng với đó là thiết lập hồ sơ thu chi rõ ràng, minh bạch và thường xuyên công khai và báo cáo chính quyền địa phương, phòng giáo dục theo quy định. Tất cả những cái khoản thu nhà trường thu theo cái văn bản. Hiện tại chúng tôi chưa có một cái khoản thu nào thêm ở ngoài. Để triển khai phụ huynh thì ban giám hiệu nhà trường cùng kế toán đã xây dựng dự toán các khoản thu, sau đó là tổ chức họp lãnh đạo mở rộng, họp hội đồng sư phạm và họp toàn thể phụ huynh của nhà trường, báo cáo với địa phương để xin ý kiến và thông qua hội đồng nhà trường thống nhất và ra quyết nghị. Khi mà được nhất trí cao, đồng thuận của nhân dân ấy, không có ý kiến gì sau cái thời gian 15 ngày niêm yết thì chúng tôi tiến hành ra quyết định thu. Yêu cầu các nhà trường sau khi mà được ủy ban xã phê duyệt cái dự toán, nộp mà dự toán về phía phòng, căn cứ vào đó chúng tôi rà soát nếu những các khoản thu mà không đúng quy định hoặc khoản thu mà vượt quá quy định thì chúng tôi yêu cầu nhà trường là không được triển khai cái nội dung này và xây dựng lại dự toán và thực hiện lại cái bước quy trình, tổ chức ký cam kết đối với phòng và đối với địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Nếu có vi phạm thì xử lý hoặc là kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên để xử lý. Công khai, minh bạch trong thu chi đầu năm học là yếu tố then chốt để có thể tạo sự đồng thuận cao giữa phụ huynh học sinh với nhà trường. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát cùng ngành chức năng và các địa phương về các khoản thu cũng cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa để tránh tình trạng lạm thu vào mỗi đầu năm học, gây bức xúc trong xã hội.